Euro 2024, xác định xong 16 đội bóng vào vòng 1/8. Mười sáu đội bóng góp mặt ở vòng knockout Euro 2024 chính thức được xác định, hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên những trận cầu hấp dẫn trên hành trình hướng đến ngôi vương. Vòng bảng Euro 2024 đã chính thức khép lại bằng các trận đấu tại bảng E, F và 16 đội bóng xuất sắc nhất cũng đã ghi tên mình vào vòng 1/8. 16 đội bóng góp mặt ở vòng 1/8 Euro 2024. 5 đội bóng mới nhất giành quyền đi tiếp gồm có Romania Bỉ, Slovakia bảng E, Thổ Nhĩ Kỳ và tân binh Georgia bảng F. Georgia chính là đội bóng gây bất ngờ nhất khi tạo nên cơn địa chấn với chiến thắng khó tin 2-0 trước đội tuyển Bồ Đào Nha hùng mạnh. Vicha Kvaratskhelia và Jok Mikautadze thay nhau lập công để mang về chiến thắng lịch sử cho Georgia trong lần đầu tham dự Euro. Chiến thắng này càng trở nên ý nghĩa khi đối thủ của họ là Bồ Đào Nha, và nó đủ để giúp Georgia lách khe cửa hẹp giành tấm vé cuối cùng vào vòng 1/8 với tư cách là một trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ giành vị trí nhì bảng F sau khi vượt qua Cộng hòa Séc 2-1 nhờ các bàn thắng của Hakan Çalhanoğlu và Sen Tosun. Trước đó ở bảng đấu này, đội tuyển Bồ Đào Nha đã sớm đi tiếp với tư cách nhất bảng sau khi liên tiếp có 2 chiến thắng. Bảng E, bảng đấu khó lường nhất Euro 2024 cuối cùng cũng đã khép lại với kết quả không quá nhiều bất ngờ. Ở lượt cuối, Slovakia hòa 1-1 trước Romania, kết quả vừa đủ để Romania đi tiếp ở vị trí nhất bảng, còn Slovakia có vé vất vào vòng tiếp theo. Bỉ cũng có trận hòa 0-0 trước Ukraine để nắm chắc vị trí nhì bảng khi bước vào vòng 1/8 Euro 2024. Như vậy, 16 đội bóng đi tiếp đã chính thức được xác định gồm chủ nhà Đức, Thụy Sĩ, bảng A, Tây Ban Nha, Italy bảng B, Anh, Đan Mạch, Slovenia bảng C, Áo, Pháp, Hà Lan bảng D, Romania Bỉ, Slovakia bảng E, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia bảng F. Phân nhánh đấu và các cặp đấu vòng 1/8. Sau vòng bảng căng thẳng cùng những bất ngờ, vòng knockout Euro 2024 hứa hẹn sẽ còn kịch tính hơn rất nhất khi nhìn vào nhánh đấu. Nhánh đấu tử thần đã sớm xuất hiện khi có sự góp mặt của chủ nhà Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào, những đội bóng giành ngôi nhất bảng đấu của mình. Sự căng thẳng của nhánh đấu này càng tăng lên khi bất ngờ xuất hiện Á quân thế giới Pháp, đội bóng chỉ giành vị trí nhì bảng D đầy bất ngờ. Ngoài 4 ông lớn của châu Âu, nhánh đấu này còn có sự góp mặt của 4 đội tuyển khác, gồm có tân binh Georgia, Đan Mạch, Slovenia và Bỉ. Theo phân cặp đấu vòng 1/8, Tây Ban Nha sẽ đối đầu với tân binh Georgia, còn chủ nhà Đức chạm trán Đan Mạch. Tây Ban Nha và Đức sẽ tạo nên trận chung kết sớm nếu như cùng giành chiến thắng để gặp nhau ở tứ kết Euro 2024. Bồ Đào Nha sẽ so tài với Slovenia, đội bóng cũng lần đầu tiên vào vòng knockout, trong khi Pháp dự báo có trận đấu căng thẳng với Bỉ. Đội thắng ở 2 trận đấu này sẽ quyết đấu ở tứ kết. So với nhánh đấu tử thần, nhánh đấu còn lại có phần nhẹ nhàng hơn, nhưng chắc chắn cũng sẽ căng thẳng và kịch tính không kém. Nhánh đấu này cũng xuất hiện nhiều ông lớn của bóng đá châu Âu, như đương kim vô địch Italy, Á quân Anh cùng với đó là Áo và Hà Lan. Ở vòng 1/8, Italy sẽ tiếp tục hành trình của mình bằng trận gặp đối thủ khó chơi Thụy Sĩ, trong khi tam sư chạm trán Slovakia. Nếu cùng giành chiến thắng, Italy và Anh sẽ sớm tái hiện trận chung kết Euro 2020, trận đấu mà đoàn quân Thiên Thanh dành trọn niềm vui tại Wembley. Cặp đấu hai đội tuyển Romania và Hà Lan cũng hứa hẹn sẽ rất khó lường, trong khi đội tuyển Áo sẽ đối mặt với đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Theo lịch thi đấu, vòng 1/8 Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 6 bằng trận đấu Italy-Thụy Sĩ trên sân vận động Olympia Stadion, Berlin và khép lại bằng màn so tài giữa Áo và Thổ Nhĩ Kỳ lúc 2 giờ sáng ngày 3 tháng 7, theo giờ Việt Nam, tại sân Red Bull Arena, Leipzig.